TTV. Và ngay sau đây là một vài bản tin có trong ngày, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Mở đầu cho phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một vài bản tin xoay quanh Hoa Kỳ. Vụ ám sát hụt của ông Trump diễn ra như thế nào? Cuộc vận động tranh cử cuối cùng của cựu tổng thống Donald Trump trước thềm đại hội đảng Cộng Hòa chứng kiến một bước ngoặt khi mà tiếng súng vang lên chỉ phút sau khi ông phát biểu. Tối vào Butler Farm Show tại Butler của tiểu bang Pennsylvania, nơi tổ chức cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump mở sớm từ 13 giờ chiều ngày 13 tháng 7 tính theo giờ của địa phương. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của ông Trump trước đại hội toàn quốc đảng Cộng Hòa. Tại Milwaukee, vào ngày 15 tháng 7 sắp tới, hàng nghìn người đã kéo đến bãi đất trống phía sau sân khấu, nơi mà ông Trump dự kiến có bài phát biểu quan trọng trước cựu tổng thống tới Milwaukee để mà chính thức nhận đề cử của đảng Cộng Hòa. Nằm ở trung tâm hạt Butler, nơi mà ông Trump từng nhận hơn 30% phiếu bầu năm 2020, khi mà hội chợ này đã trở thành nơi tụ họp của cộng đồng và là trung tâm của ngành nông nghiệp địa phương kể từ những năm 1940, ông Trump dự kiến sẽ bắt đầu bài phát biểu của mình vào lúc 17 giờ, song lúc đó chưa thấy ông xuất hiện. Những người ủng hộ của ông thì vẫn tập trung chờ đợi trên bãi đất trống dưới cái nóng là hơn 32 độ C. Cựu tổng thống xuất hiện và bước lên sân khấu dưới nền nhạc Chúa Phù Hộ Nước Mỹ của Lee Greenwood. Ông Trump bước lên sân khấu với diện mạo, áo sơ mi trắng, áo vest xanh navy và không thắt cà vạt. Ông đội chiếc mũ màu đỏ quen thuộc, in dòng chữ Make America Great Again. Ông cũng dành vài phút để mà bắt tay người ủng hộ, lắc lư theo đội nhạc để mà khuấy động trước đám đông. Và khi bước lên bục đứng sân khấu ở giữa thì phía sau ông là một dãy nhà kho khá là lớn, nơi tay súng bắn tỉa của sở mật vụ được bố trí trên nóc để mà giám sát đám đông. Ông Trump bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách là bày tỏ sự ngạc nhiên trước số người tham dự. Ông nói, tôi ước những trang tin tức giả mạo thấy được cảnh này vì sẽ chẳng ai tin nổi. Ông sau đó cũng bắt đầu phàn nàn về việc đất nước sắp xuống địa ngục. Sau vài phút thì ông xoay người về bên phải nơi có màn hình lớn hiển thị một biểu đồ và bắt đầu mô tả về số liệu nhập cư vào nước Mỹ trong suốt vài năm qua. Và rồi, vị tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử của chúng ta đã lên nắm quyền. Hãy xem những gì đang xảy ra với đất nước của chúng ta. Có lẽ khoảng 20 triệu người nhập cư. Bạn biết đấy, biểu đồ này cũng đã hơi cũ rồi, nó đã vài tháng rồi. Và nếu bạn thực sự muốn thấy điều tồi tệ, hãy xem những gì đang diễn ra. Khi mà ông Trump chưa dứt lời của mình thì tiếng súng đầu tiên vang lên. Ông giật mình, dừng giữa chừng và theo phản xạ đưa tay lên chạm tay phải của mình. Tiếng súng thứ hai vang lên rồi là tiếng thứ ba, ông Trump ngồi thụp xuống núp sau bục phát biểu, cúi xuống một mật vụ hét lớn. Một loạt đạn khác cũng vang lên, đám đông la hét và cúi rạp người, ba mật vụ vội nhảy lên sân khấu để mà vây quanh cho ông Trump, nhân viên an ninh vũ trang cũng nhanh chóng tiến lên giữ bốn góc sân khấu. Một người tham dự cuộc vận động cũng thiệt mạng, hai người bị thương nặng sau vụ nổ súng. Mật vụ giữ chân ông Trump cúi sát xuống sân khấu trong 25 giây trước khi ai đó hét lên, tay súng đã bị hạ. Hiện giờ thì tay súng bắn tỉa của mật vụ trên nóc nhà cũng đã nhanh chóng xác định nguồn gốc mối đe dọa và bắn vào đầu của nghi phạm. Một mật vụ ra lệnh cho cả nhóm nhanh chóng đưa ông Trump đến nơi an toàn trong khi đám đông lại tiếp tục la hét. Công tố viên địa hạt Butler nói rằng tay súng đã khai hỏa từ mái nhà cạnh nơi tổ chức sự kiện. Tòa nhà này thuộc sở hữu của American Glass Research, nơi được cho là mô tả phòng thí nghiệm, nghiên cứu và thử nghiệm độc lập, cung cấp đầy đủ dịch vụ cho ngành sản xuất bình thủy tinh. Hình ảnh do người dân chụp lại có thể thấy thi thể của một người đàn ông nằm trên mái nhà cách nơi cựu tổng thống khoảng 120 mét. Các mật vụ của ông Trump cũng nhanh chóng đứng dậy và tạo thành vòng khép kín vây quanh ông, chiếc mũ đỏ của ông không còn đội trên đầu, tóc của ông cũng rối bù và chảy khá là nhiều máu. Để tôi lấy giày đã, ông Trump nói khi mật vụ đỡ ông lên, sau đó ông nói khoan, trước khi giơ nắm đấm lên trời, trong tiếng hò reo của người ủng hộ. Một mật vụ cũng giơ tay cao hơn đầu của ông Trump để che chắn cho ông. Cựu tổng thống tiếp tục giơ nắm đấm lên trời và tiếp tục nói, chiến đấu, nhiều người trong đám đông cũng bắt đầu hô vang, nước Mỹ. Mật vụ hộ tống ông Trump rời khỏi sân khấu và nhanh chóng đưa đến một chiếc SUV màu đen, đổ ở gần đó và rời đi. Ông Trump đăng tải bình luận đầu tiên trên mạng xã hội Truth Social. Sau vụ nổ súng, ông cho biết viên đạn đã xuyên qua phần tay phải của ông. Tôi biết ngay có điều gì không ổn khi mà nghe tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm nhận viên đạn xuyên qua da của mình. Máu chảy rất là nhiều, tôi hiểu điều gì đang xảy ra. Ông Trump hiện giờ cũng cảm ơn đến nhân viên sở mật vụ của Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật đã nhanh chóng ứng phó với tình huống. Ông cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của nạn nhân bị thiệt mạng. Thật không thể tin được hành động như vậy có thể diễn ra tại đất nước của chúng ta, ông Trump viết.
Sau khi vết thương được điều trị tại cơ sở y tế, thì ông Trump cũng gửi một email ngắn đến người ủng hộ, thể hiện sự cứng rắn. Đây là thông điệp đến từ Donald Trump. Email viết, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Khoảng 5 tiếng sau khi bị bắn, thì ông Trump rời khỏi thành phố Butler, đến sân bay thành phố Pittsburgh, nơi có dưới sự hộ tống của mật vụ và cảnh sát bang Pennsylvania. FBI hiện giờ cũng xác định vụ ám sát hụt nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump, nghi phạm có tên là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đến từ Petal Park, Pennsylvania. Hiện giờ thì vẫn chưa rõ động cơ gây án của anh là gì. Đồng minh của ông Trump thì đổ lỗi cho Tổng thống Biden về vụ ám sát qua. Loạt nghị sĩ đảng Cộng hòa và người ủng hộ ông Trump cho rằng ông Biden và đảng Dân chủ là nguyên nhân dẫn đến vụ ám sát hụt của cựu tổng thống. Đây không phải là sự việc riêng lẻ. Thượng nghị sĩ J.D. Vance, người có khả năng làm phó tướng cho cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh cử tổng thống năm nay, lập tức lên tiếng sau khi ông Trump bị ám sát hụt tại buổi diễn thuyết tranh cử tại Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Chiến dịch tranh cử của ông Biden luôn hô hào rằng ông Trump là kẻ phát xít độc tài và phải ngăn chặn bằng mọi giá. Những lời lẽ này đã tiếp dẫn đến vụ ám sát của ông Trump, Vance viết. Thượng nghị sĩ Tim Scott, đồng minh của ông Trump, cũng chung quan điểm. Hãy làm rõ đây là một âm mưu ám sát được hỗ trợ và tiếp tay bởi phe cánh tả cực đoan. Và giới truyền thông cũng liên tục gọi ông Trump là mối đe dọa với nền dân chủ, là kẻ phát xít, thậm chí là dùng những lời lẽ còn nghiêm trọng hơn, Scott đã viết trên mạng xã hội. Chrisla Sivida, cố vấn hàng đầu cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, cũng cho hay những hành động mà kẻ thù địch chính trị của ông Trump đã làm đều hủy hoại chiến dịch của ông. Họ đã tìm cách loại ông ấy ra khỏi lá phiếu, cố gắng đưa ông ấy vào tù và giờ chúng tôi đang chứng kiến điều này. La Sivida đã viết trên trang mạng xã hội X và sau đó xóa đi trong vòng ít phút. Bài đăng của La Sivida đề cập đến cuộc trao đổi của ông Biden vào hồi tuần trước với nhóm nhà tài trợ chuyển hướng nội dung chiến dịch sang những công kích những chính sách mà ông Trump đã thực hiện, trong đó có luật cấm phá thai và dự án năm 2025, tài liệu chính sách cho một cố vấn của cựu tổng thống Donald Trump soạn thảo. Chúng ta sẽ không nói về cuộc tranh luận tổng thống nữa, giờ đây là lúc biến Trump thành tâm điểm của sự chú ý, ông Biden đã nói trong cuộc thảo luận. Sau khi xóa bài thì La Sivida đã nhắc lại trong một đoạn tin nhắn cùng với báo chí của Mỹ rằng ông Biden hay bất kỳ người nào đều không nên sử dụng những từ ngữ như thế. Bản thân của ông Trump cũng thường sử dụng những ngôn từ mang tính kích động. Sau khi rời khỏi Nhà Trắng năm 2021, ông tuyên bố nước Mỹ đang lâm vào một cuộc tàn sát. Ông còn gọi đối thủ của mình chính là sâu bọ, gọi một số người di cư không có giấy tờ là động vật và cảnh báo cuộc tắm máu nếu như ông thất bại vào năm 2024 vào tháng 11 sắp tới. Ông Biden cũng từng tuyên bố chiến dịch tranh cử năm 2020 của mình được thúc đẩy bởi sự mong muốn xóa bỏ tình trạng chia rẽ đất nước và ngăn chặn bạo lực chết người từng xảy ra trong cuộc tuần hành của những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng năm 2019 tại Charlottesville. Không có chỗ nào cho loại bạo lực của Mỹ. Điều đó là bệnh hoạn, đó là một trong những lý do chúng ta phải đoàn kết lại. Ông Biden cũng vừa lưu ý trong bài phát biểu tại sở cảnh sát Rehoboth Beach vào ngày 13 tháng 7, sau khi nhận được thông tin về vụ ám sát hụt của ông Trump, chúng ta không thể để tình trạng này tiếp diễn. Vụ tấn công của cựu tổng thống Donald Trump bị nhiều chính trị gia lên án, trong đó có cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, phó tổng thống Mỹ Harris và nhiều lãnh đạo trên thế giới. Lỗ hổng của mật vụ Mỹ khi ông Trump bị bắn. Vừa qua, thì mật vụ lẫn cảnh sát địa phương đã tổ chức nhiều vòng an ninh tại nơi mà ông Trump diễn thuyết tại Pennsylvania, nhưng lại không rà soát trên mái nhà, nơi mà tay súng đang ẩn nấp. Nghi phạm Thomas Matthew Crooks vào ngày 13 tháng 7 đã ngắm tầm ngắm của mình là cựu tổng thống Donald Trump từ trên cao khi mà ông đang phát biểu trong cuộc meeting ở Butler, Pennsylvania, khiến cho ông bị thương ở vành tai. Crooks đã bị đội bắn tỉa mật vụ bắn hạ khoảng 20 giây sau đó, nhưng tay súng đã có thể bắn được 6 phát súng liên tiếp về phía cựu tổng thống. Trước khi lực lượng tại hiện trường kịp phản ứng đã làm dấy lên câu hỏi về quy trình bảo vệ an ninh cho ông Trump. Một số nhà phân tích cho hay thì họ đã thấy nghi phạm Crooks bò lên mái nhà từ nhà máy và trước khi mà giương súng ngắn bắn vào ông Trump, họ đã cố cảnh báo cho lực lượng an ninh vòng ngoài và vẫy tay với phía đội chống bắn tỉa trên mái nhà nhưng mà không ai có hành động gì cả. Cựu đặc vụ Moore cũng giải thích rằng các mật vụ cũng có thể nhìn thấy được người dân cảnh báo về vị trí của tay súng. Họ không thể hành động ngay lập tức vì góc nhìn của họ khác với những người đứng phía dưới sân khấu. Bạn không thể nói, kìa có người trên mái nhà và giục bắn họ được, bởi vì những gì lực lượng mật vụ là tìm kiếm, chờ đợi và khi xác nhận nghi phạm có vũ khí. Trong khi, lúc nghi phạm ẩn nấp trên mái nhà, một gờ tường
dường như đã che khuất tầm nhìn của mật vụ. Các cựu FBI cũng hy vọng có thể thay đổi quyết liệt trong quy trình bảo vệ an ninh sau vụ nổ súng của cựu tổng thống Donald Trump, trong đó những biện pháp như là mở rộng phạm vi rà soát để mà kiểm tra các địa điểm tổ chức cẩn thận hơn. Mật vụ cũng phải luôn chính xác trong từng sự kiện của ứng viên, dù rơi vào bất kỳ thời điểm nào, trong khi kẻ xấu có thể chỉ cần may mắn hoặc là ngắm trúng mục tiêu thôi, chỉ một lần là có thể làm được. Moore giải thích thêm. Nhiều lãnh đạo thế giới gọi vụ nổ súng nhắm vào ông Trump tại cuộc vận động tranh cử là gây sốc và ghê tởm, đồng loạt lên án về tình trạng bạo lực chính trị. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng tải trên trang mạng xã hội X cho hay ông và phu nhân bị sốc trước vụ tấn công nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump tại cuộc tranh cử tại Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Chúng tôi cầu nguyện cho sự an toàn và phục hồi nhanh chóng của ông ấy, ông Netanyahu viết. Người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer ra tuyên bố cho biết, chúng tôi bị sốc trước cảnh tượng tại cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump tại Pennsylvania. Chúng tôi cũng lên án mạnh mẽ mọi hình thức bạo lực chính trị và xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cựu tổng thống Donald Trump cùng gia đình ông vào thời điểm này. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó cũng ra tuyên bố về vụ nổ súng. Mỹ không có chỗ cho loại bạo lực này, chúng ta phải đoàn kết để lên án nó. Đồng thời, ông cũng bày tỏ quan điểm, nhẹ lòng khi biết ông Trump vẫn còn an toàn và khỏe mạnh. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Dương Sâm Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gươm sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Và phần tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức cùng SET TV ngày hôm nay. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tới.